xin chào các bạn. Bây giờ là để xem nào, 4:50 sáng và lúc này thì tôi biết là có mặt tại chợ cá Tam Tiến. Ngoài kia thì mặt trời cũng chưa có ló dạng nhưng mà cũng đã thấy hửng một chút ánh sáng rồi. Và tại chợ cá cái nhộn nhịp này thì là hoạt động mua bán cá đang diễn ra rất là sôi động. Và nếu như các bạn muốn chứng kiến được cái cảnh người dân sinh hoạt buổi sáng tại chợ cá là như thế nào, cũng như là để mua những cái đồ hải sản tươi ngon để về chế biến thì các bạn nên tham quan chợ cá Tam Tiến. Đến khám phá du lịch Tam Kỳ, Travis được nghe kể đến chợ cá Tam Tiến, một nơi rất nhộn nhịp và có rất nhiều điều thú vị để khám phá nét sinh hoạt của người dân địa phương, nhất là khi chúng ta được quan sát một khu chợ hoạt động nửa đêm về sáng, cung cấp một lượng lớn sản vật tươi ngon từ biển cả cho tỉnh Quảng Nam. Nằm cách Tam Kỳ chỉ 15 phút đi xe, chợ cá Tam Tiến nằm ở huyện Núi Thành. Chạy thật sớm để đi chợ cá này thì sẽ hơi buồn ngủ, nhưng bù lại, để đi chợ sớm và mua hải sản thật tươi, thật ngon thì đó là một trải nghiệm xứng đáng. Chị, đây, cái này là mình đang làm chả gì vậy chị? Đang làm chả cá mối. Chả cá mối hả chị? Cái này là cá sống đó. Là có thẳng, có tươi ở biển, dạ. Vô mọc giờ mua có lên lồn, giờ xa. À, là cái này là cá vô lúc 1 giờ là mình làm luôn á. Mình mua lại sẵn sàng. Cái này là cá sống mà mình phải lát nữa mình hấp hay mình chiên hả chị? À, vậy mình lồn là xay ra rồi là mình chiên. À, chiên hả chị? Chiên gia vị xong hết rồi, chiên mình chiên lên nhỏ canh, làm chả, dạ. Làm bún, cũng có. Dạ. Cái này chỉ cần vo tròn này gói trong cái bọc rong là được. Cái này là sao mình phải bỏ đá xung quanh đây vậy chị? Mình bỏ đá xung quanh đây cho nó không mốc tới, nó không làm chín chỉ có. Dạ. Nó nóng sẽ chín có. À, dạ. Thấy chỗ đồ dơ này là tự nhiên là cái này. Dạ. Còn cái đó là mình lật xương. Dạ. Cái đó mình đồng nghĩa mình lật xương ra, còn mình đánh lại cái này là sẽ có đồ dơ. Đồ dai à? Dạ. À, là đá sẽ làm cho cái này có đồ dai à? Đó làm cho có đồ dơ, tại vì là nó lạnh, nó không làm chín có. Dạ. Nó sẽ có đồ dơ. Dạ. Hay quá ha. Cái này như chỗ của mình là làm một ngày là mấy ký chả cá anh? Vô chừng. Dạ. Vô chừng. Dạ. 50 cũng có rồi, 40 cũng có. Dạ. Tùy theo cái bữa nào mình có lấy được nhiều cái không ạ? Dạ. Nhập thử tải. Mà cái này là tàu về lúc 1 giờ rồi thả cá xuống đây à? 1 giờ. Ngoài cá mối ở đây mình có dùng cái gì mình làm chả đúng không anh? Mối mình làm có nhồng. Dạ. Vào. Ôi xin bé, con dắt xá ra đó, bảy xá nè. Chợ cá Tam Tiến gắn liền với nhiều thế hệ người dân nơi đây. Lúc nửa đêm về sáng, tàu bè sau một đêm đánh bắt tấp nập đưa sản vật biển cả vào bờ. Những con thuyền thúng hối hả lấy tôm cá từ những thuyền đánh bắt đưa vào chợ, nơi hoạt động mua bán diễn ra rôm rã khi trời vẫn còn chưa sáng. Cái mình đứng đợi gì chị? Mình đứng đợi ghe vô, tàu thuyền thúng vô để lấy mua bán. Dạ, bán. À. Hỏi người chờ đó rồi là ghe của mình. À, là ghe của mình. Mình đang đợi ghe của mình vô để lấy đồ để bán. Dạ. Cái này là mình đánh là ở tàu lớn xong mình mới đem theo thuyền thúng vô ạ. Tàu nhỏ đó. À, xong mới chuyển qua thuyền thúng nhỏ. Dạ.
Bình thường là khoảng mấy giờ thì tàu, 3 giờ tàu vô, xong rồi mới chuyển cá lên thuyền thúng vô, đây là 4 giờ. 4 giờ chiều là bắt đầu đuổi má đi, đi một đêm đi luôn. À đi một đêm, từ 3 chiều đến một đêm. Dạ. Thường một cái lần mình đánh bắt gì là có những cái loại hải sản nào chị? Như đây tùy theo như đây đây là họ được có mực xong ra chị được cua được tôm đủ thứ trong. Ừ, dạ. Thì mình xong rồi lên mình phân loại ra. Xong mình lấy cái lượng thấp ở đây. Lựa mất cả đêm luôn á hả? Thì thấp ở đây mới lượng cái kia thôi. Dạ. Bây giờ thì trời đã sáng hơn, khung cảnh khu chợ nửa đêm về sáng tấp nập cũng rõ nét hơn và hải sản thì vẫn tươi rói và liên tục được đưa vào bờ. Và bây giờ thì trời cũng đã sáng rõ rồi và các cái thuyền thúng vẫn tiếp tục cập vào bờ để chuyển cá lên bờ để bán ở trên này. Và ngoài kia thì họ đánh cá từ những cái tàu, những cái thuyền ngoài kia. Và sau khi đánh cá, sau một đêm xong thì là họ sẽ đưa vào những cái thuyền thúng như này để đưa vào bờ. Cái chợ mình ở đây là từ khuya tới giờ là có mấy đợt tàu vô anh? Tới một hơi giờ phía là có vô chiến. Dạ. Chiến vô ngà nó vô bốn thấy. Dạ. Cái trời vô này vô chiều là đi đêm là số sáu vô. Nam giờ, nam giờ số là bốn giờ số. Dạ thì cái đợt nào thì đồ ví dụ đồ tươi hơn mình sẽ ăn cái đồ này nó tươi hơn anh. Đồ lấy đồ luôn vô đấy, má luôn vô đồ tươi rồi đem vô luôn anh. Dạ. Sống luôn tới giờ. Sống luôn đem vô luôn. Dạ. Má lấy vỏ chạy vô luôn mà chứ đâu có ở lại đập đó đường đâu hơn bao ngày đâu. Dạ. Và bây giờ thì cho biết sẽ thử mua vài ký mực về để mình chế biến ngay tại chỗ luôn ha. Đây là 200 ngàn một ký. 200 ngàn một ký. Rồi và sau khi đi mua mực rồi thì mình sẽ đi mua tôm nha. Nhìn nãy giờ nhìn là nhiều con tôm rất là tươi vừa mới được ta đánh từ biển anh luôn. Và ở đây thì cho biết thấy có mấy con tôm rất là tươi, không biết là ở đây ai bán ta, không biết để hỏi ta thử là mua bay bao nhiêu ký ha. Cái này là 280 một ký. Đây là lò tôm chì, tôm chì ở biển. Nói đi. Anh tư còn nửa ký chứ hả? Thôi rồi đồng ý bán rồi chị. Cái nhiêu ký vậy? Tính ra là 280 ngàn một ký. Thôi 24 chị Tài ơi, bán 24 rồi. Bán mai trúng ký. Đây có mấy con tôm tích rất là bự nữa các bạn, tươi vô cùng luôn. Ở đây người ta gọi là tôm tích, ở Ninh rồi, bác người ta gọi là bề bề. Bây giờ thì là cho biết đã mua được rất nhiều tôm và mực đây rồi, thì bây giờ mình sẽ về mình hấp và chấm muối tiêu nhanh, ngon từng giờ luôn. Và bây giờ là khoảng 6 giờ sáng thì trời cũng đã sáng hẳn rồi. Thì Javis cũng đã đi lượm một vòng tham quan và cũng đã mua được một số cái loại hải sản rồi. Bây giờ mình sẽ đi về và mình sẽ chuẩn bị để mình hấp những cái này lên chấm muối tiêu chanh, ăn ngon tuyệt vời luôn. Đồ tươi của biển. Đó.
anh thấy rồi chưa? Đây là những con tôm tươi rói của chợ Tam Tiến vừa được đem lên đây để hấp, sau đó thì ăn tươi sống luôn, rất là ngon. Tôm này nó bự hơn nè, ba con tôm nó rất là bự. Thật ra em sợ lắm.